Man City cùng với huấn luyện viên mới của câu lạc bộ là ông Pep Guardiola đã bị đánh bại trong trận đấu giao hữu với câu lạc bộ cũ mà ông này từng dẫn dắt, đó là Bayern Munich. Trả lời trong buổi họp báo, huấn luyện viên của Man City cho rằng đội bóng cũ của ông đã thi đấu tốt dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ancelotti. Ngoài ra, trận đấu còn được chú ý bởi học trò cũ của huấn luyện viên Pep Guardiola, đó là tiền đạo Mario Götze, đang có khá nhiều tin đồn về việc sẽ đến với giải Ngoại hạng Anh trong hè này. Câu lạc bộ đang có triển vọng trong thương vụ đó chính là Liverpool, tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng Götze sẽ có mặt ở Man City khi mà đội bóng này có tài chính mạnh mẽ. Tuyển Olympic Brazil đã bắt đầu tập luyện trước khi giải đấu Olympic ở trên sân nhà được tổ chức vào tháng sau. Sức ép được đè nặng lên đôi vai của vị tân huấn luyện viên tuyển, đó là ông Tite. Đáng chú ý trong đội hình của Brazil đó chính là ngôi sao của câu lạc bộ Barcelona, Neymar, người đã không thể thi đấu ở cấp 3 do chấn thương và anh sẽ trở lại đội hình để thi đấu ở U23 Olympic. Giải đấu này ngoài danh hiệu họ đang hướng tới thì đây cũng là nơi để các cầu thủ trẻ có dịp thể hiện trước các nhà tuyển trạch đến từ châu Âu. Rất nhiều cầu thủ trong tuyển U23 đang rất khao khát có mặt ở những giải đấu hàng đầu thế giới tương tự như đàn anh là Neymar. Tuyển quốc gia Bồ Đào Nha đã gia hạn bản hợp đồng 4 năm với huấn luyện viên Fernando Santos sau khi ông cùng với tuyển lên ngôi ở Euro 2016. Đây là phần thưởng dành cho huấn luyện viên 61 tuổi này sau khi ông đã giúp cho đội bóng bán đảo Iberia, hay còn được mệnh danh là Brazil của châu Âu, lần đầu tiên đăng quang ở giải. Có thể thấy tuyển Bồ Đào Nha ở giải năm nay không có đội hình mạnh mẽ như trong quá khứ, nhưng chiến thuật hợp lý của ông Santos, dù có hơi phòng ngự tiêu cực trong nhiều trận đấu, đã giúp cho tuyển này vượt qua những đối thủ khác để giành thắng lợi chung cuộc. Tay đua người Anh Chris Froome đang có những bước tiến lớn lao đến ngôi áo vàng chung cuộc sau khi anh bỏ xa đối thủ chính ở Tour de France năm nay sau trận đấu thứ 17 có chiều dài 184 km đi qua dãy Alper Thụy Sĩ. Về nhất trong trận đua này đó chính là tay đua người Nga Zakarin. Frommer của đội Sky đã thực hiện cú tấn công trực diện khi hành trình chỉ còn lại 2 km. Anh đã bước xa trước tay đua người Hà Lan hiện đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, đó là Bauke Mollema, qua đó tiến gần hơn đến ngôi vô địch ở giải Tour de France năm nay.